Hello, xin chào tất cả mọi người. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyệt, nhân viên hợp tác xã Rau Phước Sen. Nói đến hợp tác xã Rau Phước Sen thì ắt hẳn là anh chị nào theo dõi lâu kênh của bên em thì các anh chị đều cũng đã biết rồi, thì em sẽ không giới thiệu nhiều nữa. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến các anh chị một ba cây dao size 28 nhá. Gồm có vỏ nhọn này, vỏ vuông và một cây mèo mun. Đó, một cây mèo mun. Ở đây thì ba cây này đều có một cái đặc điểm chung là đều là size 28 cm và là một cái dòng dao mèo bản to nhất của bên em đấy ạ. Đó, để mình chuyên đi rừng này, mình phát cây, phát quang, mình chặt cây. Đó, thì ở đây thì đầu tiên thì em sẽ có một em mèo mun size 28. Một mẫu dao mèo bản truyền thống cán mun này. Đấy, một cái mẫu dao mèo mà các anh rất là thích. Thích vì nó đen này, huyền bí này, nhìn nó bí ẩn kiểu gì á. Đó, nhìn cảm giác nhìn nó lạ lắm. Đây, đây sẽ là cán này, đây sẽ là phần cán nha mọi người. Đấy, một cái cây mèo mun như thế này, cán và vỏ sẽ là mun đen. Ít khi mà có một cái cây mun đen như thế này. Nó ít khi mà có một cái cây mun đen như thế này mọi người ạ. Nên là mọi người nếu mà mọi người mà thích cái mun đen thì mọi người có thể là mọi người bảo em sẽ chọn cho mọi người. Còn nếu mà mọi người thích mun sọc thì em có thể là em chọn cho mọi người nhá. Cây này là cây size 28 cm này. Cây này là size 28 cm và bản rộng ở đây sẽ rơi vào khoảng 6,5. Dày sống dao ở đây sẽ rơi vào 6 ly và vát đều về phần lưỡi này. Nó sẽ vát đều về phần lưỡi như thế này. Đó, và cái phần bụng này nó cũng sẽ to và nó sẽ ôm trọn, nó vát đều về mũi nhọn về đây như thế này. Đấy, và có chữ HTX Rau Phước Sen giật chìm, có tem chống hàng giả nhá. Những cái mẫu dao như này cầm nó rất là đầm tay luôn. Cầm rất là đầm tay, nó có vỏ, nó an toàn này, nó tiện này. Đấy, an toàn tiện này, mình bỏ ba lô, bỏ túi sách hay là bỏ cốp xe thì cũng không sợ là nó va hay là nó hỏng hóc đồ dùng của mình. Đấy. Cái này thì mình có thể chặt cây nhá, phát quang này. Đó, chặt cây phát quang này, chặt được cả vị chín này. Ngoài ra những cái mẫu như này mình có thể sử dụng như một cái thuồng, mình có thể đào đất được luôn. Rất là tiện luôn. Em này đang có giá là 920.000 mọi người nhá. 920.000 một em mèo mun như thế này ạ. Đấy. Đây thì ở đây thì em sẽ có một cái phần vỏ như này. Cái này thì nó sẽ là mun đen đen mà. Đây nó sẽ đen hẳn nhé. Đây, đẹp đẹp không cần có gì thì không có một từ nào để tả luôn. Đấy. Đây sẽ là dây mây này. Đó. Còn đây thì sẽ là dây gai, rất là chắc chắn luôn nha. Đó, dây gai này. Và ở đây thì sẽ có thêm hai cái đồng xu rất là xinh này, để mọi người có thể là đây người ta gọi là đồng xu may mắn à. Đó, hai cái đồng xu may mắn này, nhìn rất là xinh luôn. Đó. Đây là phần vỏ nhá. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến mọi người cây 20 vỏ nhọn. 20 vỏ nhọn cũng là một cái mẫu dao mọi người rất là thích. Và cái bản này thì đây mọi người, nếu mà mọi người để ý thì mọi người có thể thấy này, cái bản này nhá, đây cái bản này, cái lưỡi dao này, nó cùng là một cái size 28 nhưng mà hai cái lưỡi dao này nó sẽ khác nhau. Nhiều anh thích cái dáng tù thì mọi người có thể chọn cái mẫu này. Nếu mà mọi người thích cái dáng bầu hơn thì mọi người có thể chọn dáng này. Hôm qua có cái anh khách anh trêu em, anh bảo em là anh ấy đặt size 25 vỏ nhọn như thế này này. Anh trêu em, anh bảo là anh thích cái dáng tù thôi, thon thon giống con gái, còn đâu thì cái cây này nó bầu quá như kiểu bà già có chửa ấy, nên là anh không thích. Anh trêu em thế. Thôi, em mới trêu em bảo là làm gì có đâu. Em thấy cái dáng này nó rất là đẹp mà. Thì ở đây thì cây này thì nó sẽ thon hơn này, thon hơn, và cái bản này, cán này nó sẽ vát hơn này, nó sẽ vát như này, nó không giống như cái cây kia. Cái cây kia thì cái cây này thì cái cán này nó sẽ là cán tra, cán thẳng này, còn đây nó sẽ hơi vát như này. Cầm thì nó cũng rất là ôm tay, và khâu và chốt ở đây sẽ là inox. Còn cái này nó sẽ thuôn về phần lưỡi thôi. Còn đâu thì size chiều dài này nó cũng sẽ rơi vào 28 cm. Và bản rộng ở đây nó sẽ rơi vào khoảng 5,5. Đó, ở đây thì sống ra sẽ dày 6 ly và vát đều về phần lưỡi này. Lưỡi cũng sẽ được mài trắng như thế này. Và có tem chống hàng giả, có chữ HTX Rau Phước Sen dập chìm, để mọi người có thể nhận biết này. Cái chức năng thì nó cũng sẽ như thế, chặt cây phát quang. Nói chung là cái mẫu này thì để mà nói là làm, nếu mà đào đất thì cái mẫu này đào đất sẽ tốt hơn, tại vì là cái phần này nó thua ấy, nó không nhọn quá ấy. Cái phần nhọn đấy thì mình cũng đào được nhưng mà đào nó sẽ lâu hơn ấy. Đó, cái phần vỏ này thì sẽ là vỏ nhọn nhá. Gỗ này thì là gỗ tự nhiên mọi người ạ. Bên em thì chỉ làm bằng gỗ tự nhiên thôi. Đó, đây. Vỏ nhọn như thế này. Đấy. Vỏ nhọn như này, và ở đây sẽ có thêm một cái điểm G để khi mà mình có thể là mình dùng dây đay này, mình cột xung quanh nó. Đấy, mình cột xung quanh như thế này. Sau đấy thì mình dắt vào bên hông, dắt vào bên hông như thế này. Đó, rất là chắc chắn luôn, rất là tiện luôn. Đấy, dắt như bên này hoặc là bên này cũng được nha. Đó. Sau mình cho dao vào. Đấy, mình cho dao vào như thế này. Rồi, lại cho dao vào như thế này. Cái này thì hiện tại đang có giá là 680 thôi. Đây là khâu inox. Còn nếu mà mình lấy khâu đồng thì nó sẽ giá nó sẽ cao hơn một chút, là 750.
Đó thì em cũng sẽ bỏ cây này vào vỏ luôn để anh chị có thể là nhìn rõ hơn cái sản phẩm da mèo nhá. Dạ. Đó, cái da mèo này. Đó. Và mình gạt sang một bên giúp em như thế này thì nó sẽ là cái chế độ khóa dao nhá mọi người. Đấy, da mèo mun trong vỏ nó cũng rất là xinh đúng không ạ? Nhìn nó xinh, nó có cái gì đấy nó rất là huyền bí, nhìn nó rất là đẹp luôn ấy. Nếu mà anh chị nào không thích màu mè quá thì mình chọn cái gỗ này nhá. Còn bản thân em thì vẫn thích cái gỗ cẩm chì hơn. Em vẫn thích những cái cây nó lên vân đẹp hơn. Đó, em vẫn thích những cái cây lên vân đẹp hơn. Nếu mà mình thấy là vỏ nhọn nó bất tiện quá, nó vướng víu khi mà mình cho vào túi hay cho vào đâu, nó hay bị kiểu vỏ nhọn nó hay bị chọc ra ấy. Đấy, thì mọi người có thể chọn sang cây vỏ vuông giúp em nha. Sáng nay thì em cũng có vỏ vuông và cái lưỡi nó cũng sẽ là lưỡi thuôn như thế này. Đấy, lưỡi thuôn như thế này. Chức năng thì vẫn vậy ạ. Nó chỉ khác là khâu và chốt ở đây thì sẽ là đồng thau, của cây vừa rồi thì là inox này. Đó, và nó khác ở đây là khác cái vỏ nữa này. Khác ở đây là khác cái vỏ vuông này nữa này. Đó. Đây, cây này thì sẽ là vỏ nhọn và cây này sẽ là vỏ vuông. Đấy, nó chỉ cái lưỡi dao thì nó vẫn vậy, nó chỉ khác là cái khâu đồng này và ở đây thì vỏ sẽ là vỏ vuông. Nếu mà anh chị mình không thích vỏ nhọn thì chọn những cái bản vuông như thế này. Đấy, vuông vắn như này cũng rất là xinh mà. Đấy, rất là xinh mà. Đó. Khâu và chốt này. À đây. Chốt ở đây thì sẽ là chốt bằng những cái đinh đồng như này, rất là chắc chắn luôn. Và ở đây thì cho lưỡi dao vào này. Đó. Đây ạ. Một có thêm một cái điểm G để mình có thể mình test dây này, mình test thêm dây vào đây để mình cột này, rất là chắc chắn luôn. Thì ở đây có ba cái mẫu da mèo size 28 để mọi người có thể lựa chọn. Ở đây thì hai cây này sẽ là bản vuông và cây này thì sẽ là vỏ nhọn nhá. Đấy, mọi người mà ưng cái sản phẩm nào thì mọi người để lại giúp em số điện thoại và mã sản phẩm. Còn không thì mọi người có thể là đặt hàng trực tiếp thì mọi người có thể là gọi cho em theo số 0987240733 nha. Hôm nay thì em xin phép tạm dừng clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau nhé. Xin chào.